các khu tự trị trên thế giới, Việt Nam cũng có 2 khu tự trị. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mật Mã Địa Lý, chiến thần giúp anh em khám phá tất tần tật về các quốc gia trên thế giới một cách nhanh, chính xác và thú vị nhất. Anh em thân mến, vào năm 2018, các tổ chức người Mông lưu vong với sự hỗ trợ của nước ngoài đã gia tăng các hoạt động như tập hợp lực lượng liên kết với các tổ chức phản động người Việt lưu vong, móc nối chỉ đạo một số đối tượng trong nước tăng cường các hoạt động chống phá nước ta. Chúng lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để tạo sức ép từ bên ngoài và kích động chống đối từ bên trong với ý đồ quốc tế hóa vấn đề nhà nước Vương quốc Mông, hướng tới ly khai, tự trị và đòi độc lập cho Vương quốc Mông ở vùng Tây Bắc. Tương tự, ở Tây Nguyên và Tây Nam Bộ cũng diễn ra các vụ bạo động cho cái gọi là thành lập nhà nước Dega tự trị hay Vương quốc Khmer Krom. Đây hoàn toàn là âm mưu kích động chống phá nhà nước của các thế lực thù địch dựa trên những mâu thuẫn tôn giáo, tín ngưỡng và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận đồng bào thiểu số ở các vùng lãnh thổ xa xôi mà chúng vẫn hay gọi là khu tự trị. Thật vậy, nếu chiến tranh giữa các quốc gia với nhau dù căng thẳng, khốc liệt nhưng vẫn dễ dàng kiểm soát, thì sự bất ổn và khó kiểm soát của các khu tự trị lại đang là vấn đề nan giải với mỗi quốc gia. Vậy, khu tự trị là gì? Sự vận hành có giống như một quốc gia độc lập hay không? Trên thế giới đang tồn tại bao nhiêu khu tự trị? Và quay về Việt Nam, khu tự trị chỉ là tên gọi tự xưng hay thật sự có tồn tại? Để có thể rõ ràng những vấn đề trên, anh em tuyệt đối đừng bỏ qua video hôm nay của Mật Mã Địa Lý anh em nhé! Anh em thân mến, trước khi đi tìm hiểu xem trên thế giới có bao nhiêu khu tự trị, thì trước hết anh em cần hiểu rõ thế nào là khu tự trị và dựa vào đặc điểm nào để phân định đâu là khu tự trị, đâu là khu vực hành chính thông thường. Theo đó, khu tự trị là khu vực địa giới nằm trong lãnh thổ toàn vẹn của một quốc gia, chịu sự lãnh đạo thống nhất của nhà nước trung ương và được nhà nước trung ương giao cho một số quyền hạn phù hợp với đặc điểm của vùng dân tộc. Nghe có vẻ hơi hàn lâm, khó hiểu phải không? Vậy thì chúng ta hãy cùng phân tích rõ hơn một chút nhé. Đầu tiên, hãy xem xét về yếu tố lãnh thổ thì khu tự trị bắt buộc phải nằm trong lãnh thổ toàn vẹn của một quốc gia. Đó là lý do khu vực này vẫn được quản lý, chịu sự lãnh đạo thống nhất của nhà nước trung ương. Các đặc điểm trong tổ chức điều hành, thống nhất hay quản lý khu vực vẫn phải đảm bảo trên tinh thần chung. Tiếp theo, hãy xét về đơn vị hành chính, lãnh thổ thì khu tự trị còn được hiểu là đơn vị hành chính, lãnh thổ có quyền tự quản lý công việc thuộc dân tộc sinh sống trong khu. Hay hiểu một cách nôm na, khu tự trị giống như một đơn vị hành chính tương đương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bây giờ. Khác một chỗ là nếu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không có thêm bất kỳ quyền hạn nào khác, thì khu tự trị lại được nhà nước trao cho một số quyền quản lý, trong đó có cả quyền được sử dụng tiếng mẹ đẻ, chữ viết của dân tộc. Thậm chí, một số khu tự trị trên thế giới còn được thành lập chính quyền riêng, có hệ thống luật pháp biệt lập và độc lập hoàn toàn về kinh tế. Nghe thì có vẻ khu tự trị được vận hành như một quốc gia độc lập phải không? Nhưng tại sao nó chỉ vẫn là khu tự trị thuộc quốc gia mà không phải là một quốc gia độc lập? Câu trả lời nằm ở đây. Đó là dù khu tự trị có được trao bao nhiêu quyền đi chăng nữa thì vẫn không bao giờ có được quân đội riêng và cơ quan ngoại giao riêng. Đây chính là hai đặc điểm then chốt và rõ ràng để anh em có thể nhận ra khu tự trị một cách dễ dàng. Bởi tính chất quản lý về an ninh, trật tự quốc gia, quân đội phải được lập và hoạt động trong tư tưởng quốc gia. Cơ quan ngoại giao cũng vậy. Mỗi quốc gia chỉ có một cơ quan ngoại giao duy nhất nên sẽ không bao giờ có viễn cảnh một quốc gia có đến 2 đến 3, thậm chí là 5 cơ quan ngoại giao xuất hiện. Về cơ bản, khu tự trị thường được thành lập ở các vùng có đông đồng bào dân tộc ít người và hoạt động với mục đích phát huy bản sắc và sức mạnh của các dân tộc trong cộng đồng quốc gia gồm nhiều dân tộc. Và tùy theo điều kiện đặc thù và hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia mà phạm vi các quyền tự trị sẽ rộng hẹp khác nhau. Tuy nhiên, giống như việc nghĩa vụ phải song hành cùng quyền lợi, khu tự trị được trao cho những quyền tự trị riêng biệt thì ngược lại cũng phải có nghĩa vụ thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn như sau. Thứ nhất, cũng là điều quan trọng nhất, đó là khu tự trị phải đảm bảo sự tôn trọng và chấp hành pháp luật của quốc gia và của cơ quan chính quyền tại địa phương. Thứ hai, khu tự trị phải tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc, căn cứ vào đặc điểm của nhà nước và đặc điểm tình hình trong khu tự trị, quyết định phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế trong khu tự trị. Thứ ba, khu tự trị phải xét duyệt dự trù và quyết toán chỉ tiêu của cấp khu. Cuối cùng, khu tự trị phải quản lý công tác văn hóa dân tộc, đào tạo cán bộ các dân tộc, chấp hành điều lệ tự trị và những điều lệ về những vấn đề riêng biệt của khu tự trị. Trên thế giới có những quốc gia không có khu tự trị, nhưng cũng có những quốc gia từng có mà đã xóa bỏ dựa trên tình hình của đất nước. Xét trên những đặc điểm vừa phân tích, anh em có thể dễ dàng nhận ra có 8 quốc gia vẫn còn duy trì khu tự trị bao gồm Trung Quốc, Ý, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Moldova, Ấn Độ, Philippines và Nicaragua.
Trong số đó, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu với 5 khu tự trị: Tân Cương, Tây Tạng, Quảng Tây, Nội Mông và Ninh Hạ. Đến đây, hẳn nhiều anh em đang thắc mắc tại sao trong danh sách này lại không có Hồng Kông và Macau phải không? Không có là đúng rồi, vì Hồng Kông và Macau đâu phải là khu tự trị của Trung Quốc, mà là hai đặc khu hành chính, kinh tế tồn tại, hoạt động theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Hai đặc khu hành chính này được thành lập lần lượt vào các năm 1997 và 1999 khi chủ quyền của hai lãnh thổ này được Anh Quốc và Bồ Đào Nha lần lượt trao trả cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nếu để so sánh khu tự trị và đặc khu hành chính thì quyền hạn của đặc khu hành chính là cao hơn khi họ có hệ thống pháp lý, hành chính và tư pháp riêng biệt, trong khi các khu tự trị thì không. Tuy nhiên, dù có quyền tự trị cao như thế nào thì cả Hồng Kông và Macau đều không được phép có quân đội và cơ quan ngoại giao riêng. Dấu hiệu nhận biết này rất giống với khu tự trị, khiến nhiều người lầm tưởng đây cũng là hai khu tự trị của Trung Quốc. Theo đó, luật cơ bản của Hồng Kông và Macau quy định tất cả các vấn đề ngoại giao đều do Bộ Ngoại giao Trung Quốc xử lý. Nhưng những đặc khu này vẫn giữ lại các quyền phát triển quan hệ với các tổ chức quốc tế, các cơ quan hợp tác và các quyền tham dự các sự kiện thể thao và văn hóa. Về quân đội, kể từ khi được trao trả lại cho Trung Quốc, trách nhiệm duy trì quân đội ở Hồng Kông và Macau được chuyển giao cho lực lượng đồn trú của quân đội Trung Quốc ở hai đặc khu này. Chính vì vậy, mặc dù tồn tại theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, thì cả hai đặc khu này vẫn chỉ là một phần lãnh thổ của Trung Quốc mà thôi. Quay trở lại với 5 khu tự trị của Trung Quốc, thì cả 5 khu tự trị này đều có những vẻ đẹp đặc trưng về con người và khí hậu, trở thành những điểm du lịch thu hút rất đông khách đến tham quan. Tuy nhiên, vấn đề an toàn là điều khiến người ta lo ngại nhất ở các khu tự trị. Tiêu biểu là vào năm 2015, hàng loạt vụ bạo động đẫm máu, thậm chí có cả đánh bom đã xảy ra ở hai khu tự trị Tây Tạng và Tân Cương của nước này. Mặc dù đã loại bỏ nguy cơ khủng bố, nhưng tính chất man dợ của các vụ bạo lực vẫn trở thành ám ảnh với người dân. Theo điều tra, xung đột kinh tế, văn hóa và sắc tộc do các yếu tố lịch sử để lại là những ngòi nổ khiến bạo lực không thể chấm dứt hoàn toàn ở các khu tự trị, đặt ra thách thức quản lý, kiểm soát ngày càng chặt chẽ hơn của chính quyền Trung Quốc. Không chỉ riêng ở các khu tự trị ở Trung Quốc, mà hầu hết các khu tự trị trên thế giới đều gặp phải tình trạng này. Vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao dù có bất ổn và khó kiểm soát như vậy, nhưng các quốc gia nói chung và Trung Quốc nói riêng vẫn duy trì các khu tự trị mà không xóa bỏ đi? Để trả lời được câu hỏi này, anh em phải trả lời một câu hỏi khác. Đó là tại sao các khu tự trị lại phải thành lập ở các khu vực dân tộc thiểu số ít người mà không phải là các khu vực khác? Câu trả lời chính là mức độ phát triển về mọi mặt ở khu vực này hay của người dân tộc thiểu số chưa tương xứng với các dân tộc đa số khác. Và vì chưa tương xứng nên nếu để ngang hàng, vừa không thể hiện được trọng điểm phát triển của Trung Quốc, vừa khiến quốc gia này khó kiểm soát giữa các vùng với nhau hơn. Đó chính là lý do mà các khu tự trị vẫn còn tồn tại, dù không nhiều ở số ít quốc gia trên thế giới. Trong tương lai, có thể một số quốc gia sẽ xóa bỏ các khu tự trị, nhưng đó là khi sự tồn tại của những khu này không còn cần thiết khi trình độ các mặt của các dân tộc trong khu tự trị đã không còn sự chênh lệch so với các dân tộc đa số nữa. Quay trở về với Việt Nam chúng ta, có bao giờ anh em tự hỏi Việt Nam chúng ta có khu tự trị hay không chưa? Câu trả lời là có, chính xác hơn là đã từng có. Ở Việt Nam, khu tự trị được lập và duy trì trong một thời gian tương đối dài và khu tự trị đầu tiên được thành lập theo sắc lệnh số 230 ngày 29 tháng 4 năm 1955 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là khu tự trị của các dân tộc ở vùng Tây Bắc tên là khu tự trị Thái Mèo 1955-1962 hay còn có tên khác là khu tự trị Tây Bắc 1962-1975. Khu tự trị này gồm 16 châu, phía Bắc khu tự trị này giáp với Trung Quốc, phía Tây và phía Nam giáp Lào, phía Đông Nam giáp vùng Mường Hòa Bình, phía Đông có dãy núi Phan Xipang ngăn cách với các dân tộc tập trung ở lưu vực sông Hồng. Khu tự trị thứ hai ở Việt Nam là Việt Bắc 1956-1975, được thành lập theo sắc lệnh số 268 ngày 1 tháng 7 năm 1956. Tiền thân của nó là Liên khu Việt Bắc. Với việc thành lập khu tự trị Việt Bắc ngày 1 tháng 7 năm 1956, Liên khu Việt Bắc chấm dứt sự tồn tại với tư cách là một đơn vị hành chính. Tuy nhiên, về mặt quân sự, đến tháng 6 năm 1957, Liên khu Việt Bắc mới được thay thế bằng Quân khu Việt Bắc. Khu tự trị Việt Bắc bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, trừ huyện Yên Bình, Thái Nguyên, trừ hai huyện Phổ Yên, Phú Bình và huyện Hữu Lũng của tỉnh Bắc Giang nhập vào tỉnh Lạng Sơn, huyện Phổ Yên nhập vào tỉnh Vĩnh Phúc. Đến ngày 15 tháng 6 năm 1957 lại trả về tỉnh Thái Nguyên, trừ xóm Thông, xã Thuận Thành nhập vào xã Hồng Kỳ, huyện Đa Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc. Huyện Phú Bình nhập vào tỉnh Bắc Giang, đến ngày 15 tháng 6 năm 1957 lại trả về tỉnh Thái Nguyên. Thủ phủ khu tự trị Việt Bắc là thị xã Thái Nguyên. Tỉnh Hà Giang sáp nhập vào khu tự trị Việt Bắc theo sắc lệnh số 020 ngày 23 tháng 3 năm 1959 của Chủ tịch nước. Hệ thống tổ chức chính quyền khu tự trị Việt Bắc có 4 cấp, đó là khu, tỉnh, châu, xã. Xã là đơn vị hành chính cơ sở, bộ máy chính quyền khu tự trị gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chính.
cả hai khu tự trị Thái Mèo và Việt Bắc tồn tại cho tới ngày 27 tháng 12 năm 1975 thì giải thể. Đồng thời, theo nghị quyết của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 5 ngày 22 tháng 12 năm 1975, Quốc hội đã ra quyết định bãi bỏ cấp khu tự trị trong hệ thống các đơn vị hành chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kể từ đó đến nay, Việt Nam không có thêm khu tự trị nào khác. Từ những phân tích từ đầu video đến giờ của Mật Mã Địa Lý, hẳn anh em cũng phải công nhận một điều rằng khu tự trị là một dạng tồn tại có phần đặc biệt của mỗi quốc gia. Rất nhiều người cảm thấy khá đáng tiếc và thiếu thuyết phục khi Việt Nam xóa bỏ hai khu tự trị Thái Mèo và Việt Bắc, kêu gọi nên lập lại hai khu tự trị trên, thậm chí là có thể mở thêm nhiều khu tự trị khác. Theo anh em, điều đó có nên hay không? Còn với riêng Mật Mã Địa Lý thì câu trả lời chính là có mà loạn. Như đã nói ở phần Trung Quốc, việc lập nên hay xóa bỏ các khu tự trị hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình của đất nước trong mỗi thời kỳ. Hai khu tự trị của Việt Nam được lập vào thời kỳ nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khu tự trị Thái Mèo ra đời chỉ 2 năm sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc. Với thất bại của thực dân Pháp, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng nhưng lại trở thành hậu phương cho miền Nam chống Mỹ. Tình hình đất nước lúc ấy vô cùng khó khăn, trọng tâm hoàn toàn cho cách mạng nên việc hoạch định phát triển cho từng vùng miền, đặc biệt là các vùng dân tộc thiểu số là hầu như không có. Các khu tự trị ra đời như một hướng đi cần thiết nhằm giúp nhà nước quản lý, đồng thời tăng tình đoàn kết giữa các dân tộc với nhau. Tuy nhiên, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam dần thay da đổi thịt. Đặc biệt, vào ngày 2 tháng 7 năm 1976, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức đổi thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với những thay đổi rõ rệt về mọi mặt. Lúc này, nhà nước ta nhận thấy việc duy trì khu tự trị đã không còn phù hợp với hoàn cảnh của đất nước. Đó là lý do các khu tự trị bị xóa bỏ. Ngay cả bây giờ, việc lập lại các khu tự trị ở Việt Nam là không khả thi và hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh đất nước. Anh em thân mến, tùy vào đặc điểm của mỗi quốc gia hoặc tình hình của một quốc gia cụ thể trong từng thời kỳ mà việc có hay không nên duy trì khu tự trị cũng khác nhau. Như Việt Nam chúng ta, trước năm 1975, tình hình đất nước chúng ta khác và sau năm 1975, tình hình lại khác đi. Và đó là lý do chúng ta thành lập khu tự trị và sau đó xóa bỏ. Trên đây là quan điểm của Mật Mã Địa Lý về vấn đề này. Còn quan điểm của anh em thì thế nào? Nên hay không nên thành lập lại các khu tự trị ở Việt Nam? Anh em hãy để lại ý kiến phía dưới video và đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ấn theo dõi để tiếp tục ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!